Hello cả nhà của mình, chúc cả nhà của mình một cuối tuần vui vẻ nha. Đó, anh em chơi hay thì anh em biết quay đầu là gì không? Quay đầu là như thế này này, khách quay đầu lại mình, khách mua con xe của mình bắt đầu quay đầu lại là một cỡ nào mình cũng lụm hết nha anh em. Đó, 24/24 nha, yêu cầu anh em cứ alo cho mình là mình mua hết nha anh em. Đó, thương lượng giá ok hết là mua nha. Anh em cứ mua một chiếc xe bên mình lỗ quay đầu là 15% nha anh em. Anh em mua xe 100 triệu anh em lỗ 15 triệu, anh em mua con xe 1 tỷ thì anh em lỗ 150 triệu nha. Đó là quy luật rồi nha anh em. Đó, nhưng mà hứa hồ là những con xe hay thầy là những con xe nhạy cảm nha. Đó thì mình cho lỗ như đó nha anh em. Cửa hàng của mình là như đó. Mọi lúc mọi nơi không có tại bởi vì thì là hết nha anh em. Đó là quay đầu. Bên mình bán á, giống như bán con xe cho anh em nè, sang tên mình lo cho anh em sang tên. Ra tới biển dắt tay anh em cùng nhau đi, đi cho tới khi nào ra biển thì thôi. Ra biển thì mình mới lấy đủ tiền. Đó là cái cách làm ăn của bên mình nha. Còn anh em chạy chán xong anh em quay đầu là kêu anh Hiếu ơi, em kẹt tiền, em muốn quay đầu là anh ok, em trừ đi 15% giá nào anh cũng lụm hết em nha. Xe còn nguyên vẹn, đừng đâm tai nạn, đừng đâm giùm anh hết, xe còn y thinh vậy. 15% nha. Còn chạy hao mòn ba cái đồ là đó là chuyện bình thường anh em đừng có xuống kiếm chuyện đè giá anh ta nha. Mình là không ba cái vấn đề đó anh em nè, anh em cứ chạy chán rồi quay đầu lại mình cỡ nào mình có mua hết đó nha. Cái không xuống mà ba cái bắt buộc mình về là mình phải dọn rồi dặm tốt chạy là phải nó phải cày cái sức không có mà xuống 15% thì xuống đè chỗ này đè chỗ kia không có chuyện đó nha anh em. Xe là anh em đừng lúp bê máy im lắng, đừng có bị cái gì hết, về là chỉ dọn mình bán, đừng có tai nạn đâm đụng tán ngã bể là được nha anh em. Đó, mình là quay đầu mọi lúc mọi nơi nha. Rồi, anh em nào mà quan tâm cái dòng Zayet bên mình thì có liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình. Địa chỉ của mình dưới phần thông tin nha, số điện thoại của mình đây. Rồi, cảm ơn anh em đã ủng hộ mình trong thời gian qua rất là nhiều luôn. Cảm ơn anh em. Cảm ơn rất là nhiều nha. Đây, sẵn này mình lên anh cho vàng đen 19 đầu này. Xe 19 đầu máy zin nè anh em. Anh em quan tâm liên hệ mình nha. Con này bán 300 mấy nè. 019 đầu nha. Rồi, chào anh em.